chào tất cả mọi người. Mình tên là An Chi. Mình đã tốt nghiệp Đại học Tài chức chuyên ngành quản lý nhà nước. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình tốt nghiệp rồi. Nhưng mà không sao hết. Cuộc đời là như vậy mà. Miệng luôn mỉm cười, may mắn sẽ tự nhiên tới. Quên nữa. Còn một chuyện muốn thông báo đến tất cả mọi người. Đó là sau 2 năm trời, bộ phim Mối Tình Đầu của tôi đã được ra mắt trên toàn quốc. Vào ngày nào hả? 16 tháng 1 năm 2019, từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên VTV33.